À, xin chào bạn, chào bạn đến với Trung Nguyên TV. Đấy, hôm nay mình lên tiếp 4 bao các bạn nhé. Size nó to to một tí, size phải đến 35-40 này. Đây, thả ra 2 bao rồi. Còn 2 bao nữa đây. Hôm trước thì về size 15-20. Hôm nay thì về size to hơn 30-35-40. Nước hơi đục. Thì, lô này về thì mình chủ yếu về size hàng 2 màu 3 màu bình thường thôi. Thì càng cá to ấy, thì nó lại càng không có nhiều những hàng độc hàng lạ đâu các bạn nhé. Các bạn muốn tìm hàng độc hàng lạ thì đa số là hàng nhỏ. Lô nào nhỏ và nó thập cẩm màu, các màu thì dễ, như thỉnh thoảng sẽ có những con độc lạ. Còn những hàng to thì hầu như là những hàng 2 màu 3 màu bình thường, là những màu gọi là màu truyền thống, màu dễ bán nhất, màu đặc trưng của cá koi. Và nhìn vào sẽ biết là cá koi. Còn những màu kia là màu sưu tầm. Những màu này, người biết chơi thì mới biết là nó độc, nó lạ, nó đẹp. Còn nếu không, các bạn mới chơi thì cứ hàng 2 màu 3 màu mà chơi thôi. Đấy, lô này thì có cả mấy con bướm nữa. Đây cả mấy con bướm bướm nữa. Cả bè này, cả bướm này. Ba chậu. Cái lô này, size này mình cũng có khách đặt nhiều nhiều rồi, nên là mình cũng sẽ xuất đi cũng khá khá cái lô này đi rồi các bạn nhé. Thế là quay đây mình cũng sẽ gọi là quay cho các bạn xem những con bướm, những con hàng gì đấy là mình không vẫn còn. Và xuất đi chủ yếu là hàng phổ thông 2 màu và 3 màu. Đấy. Thế là chủ yếu là sẽ xuất đi những hàng đấy thôi. Còn những con nhỏ để lại này. Bướm để lại này. Cả cha goi này. Con này bướm đuôi dài thế này. Đuôi dài kìa. Ô, con bướm to ở trên nhà là bán rồi à? À tứ. Triệu đấy rẻ. To đẹp đầu đàn. Con đấy thì khác gì con sư tử hàng màu đâu. To đẹp. Cái gì? Vào lấy xô nữa múc cho này, dội chỗ này đi. Đây chắc là để bắt vào bể quay các bạn xem con bể nó đẹp, nhiều con bướm. Rồi để quay lô chậu cuối này, này. À con trắng này đẹp này. Trắng bướm này như chắc thứ tử luôn này. Ui con này trắng tinh khôi luôn. Đấy, body luôn. Vẫn đuôi này chưa dài lắm đâu. Quá đẹp luôn con này, đẹp này. Trắng sạch bóng. Chưa. Đấy còn đa số là các bạn nhìn cái hàng 2 màu 3 màu rất nhiều. Ôi con này đẹp này. Con này thì siêu VIP luôn này. Cũng là 2 màu. Đấy nhưng mà các bạn nhìn này, màu đậm. Mảng màu trên người nó nét này, nẹp luôn này. Con này đẹp. Con này là 2 chấm bi trên đầu này, môi đỏ này, môi son này.
Vào rộ tiếp trong đi, đứng xa ra. Đứng ngoài thì Đức làm ở đây thì lại cứ đứng ở đây nó làm cái gì nữa. Đây, con này đấy, độc rồi. 2.bi. Bướm đen này, các bạn nào hôm trước lô trước bướm đen bắt là chưa có này. Con này đây có thêm mình nha. Hai con này, hai con bướm đen này. Đấy. Đấy là bằng cái chậu sinh nhật của mình. Múc thêm cái nước này. Vẫn tốt tốt. Vẫn bình thường thôi, chẳng qua là ngoài nó xấu rồi. Các con này quá đẹp luôn, đậm màu. Siêu đậm luôn. Con này thì chép sư tử luôn. Đấy, body rồi, hàng body luôn. Đuôi vây dài trắng tinh khôi luôn. Bướm đen đây, bạn nào thích bướm đen này. Nhưng mấy cần cần tay, cần máy khác. Đây các bạn ơi, mình đã thả xong rồi đây. Đấy. Đây lô này là cái lô mà mình sẽ khách đặt này. Khách đặt là mình thả riêng ở đây. Chắc trong vòng một hai hôm là cũng sẽ đi thôi. Còn lại thì nó ở đây. Và một số con bướm nữa mình cho ra bên ngoài bể kính để thả cho nó đẹp. Ơi. Chả thấy bà chị bảo gì. Chả thấy chị bảo gì. Chả thấy chị bảo dục hôm nào lấy cả. Cá thì lên, bảo cá thì có lâu rồi. Rồi ok các bạn. Đấy mình lên một lô cá để mình quay video để các bạn xem. Size to to một tí, và lô trước là size nhỏ quá. Rồi, bạn nào mà có nhu cầu size nào, hàng như nào thì các bạn hãy liên hệ Facebook, Zalo mình để ở dưới phần mô tả bên dưới nhé. Có địa chỉ cửa hàng này, các bạn qua tự nơi trực tiếp xem, tự chọn bắt thoải mái. Đấy, có Facebook, Zalo, các bạn ở xa có thể gọi điện để mua bán qua Facebook, Zalo các bạn nhé. Thì, phương thức bán thì mình cũng sẽ bắt ra chậu quay lại video gửi các bạn xem và sẽ gửi cho các bạn đúng những con trong video như thế. Đấy, còn cá sai như nào, cá bệnh, cá chết như nào bên mình sẽ chịu 100% các bạn nhé. Đấy, còn các bạn ở tỉnh xa thì các bạn hãy liên hệ được cái xe nào và từ Hà Nội về được chỗ các bạn. Đấy, xe nào gần Mỹ Đình nhất là gần chỗ mình nhất, còn ngoài các bến khác có thể phải mất thêm chi phí mà phải ra bến rất là xa. Và tiền xe về chỗ các bạn cũng liên hệ xe nào mà nó giá cả nó hợp lý nhất để tiết kiệm chi phí nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đấy, mình kết thúc video đây rồi. Các bạn thấy video mình hay được tiếp một like, ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhất các bạn nhé. Ok, bye bye.